네, 안녕하세요. 저는 하노이에서 지금 공부하고 있는 유학생 정구희라고 합니다. 오늘 이렇게 베트남 친구의 초대로 여기 Hôm nay chúng ta sẽ nói bằng tiếng Việt. Đây là video dành cho khán giả Việt Nam. thế là không cần nói tiếng Anh. Ôi, mà lại nói tiếng Việt luôn đấy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Và hôm nay thì TNC có một anh bạn rất đặc biệt ở đây. Như các bạn đã thấy vừa nãy đây. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một chút với bạn ấy nhá. Đầu tiên, xin mời bạn, bạn tên là gì nhỉ? Xin chào các bạn, mình tên là Song Gu Hi. Mình là du học sinh Hàn Quốc mà học tiếng Việt ở Việt Nam. Và mình sang Việt Nam được 2 năm rồi. Thế thì bây giờ cho mình hỏi một tí nhé. Bạn sang Hàn Quốc 2 năm rồi có cái tên tiếng Việt nào dễ gọi không? Để cho khán giả có thể dễ nhận ra bạn. Tên tiếng Việt của bạn là Tên gì? tiếng Việt của mình là Huy. Tên là Huy, Hờ Huy Huy ấy. Hôm nay bạn Huy sang đây để nhờ mình tư vấn cho bạn ấy một bộ PC để có thể chơi game trong mùa Giáng sinh này. Và như các bạn có thể thấy là xung quanh mình đã trang trí, đây là video đúng chủ đề Giáng sinh luôn. Long lanh, lấp lánh luôn. Và trong cái bộ PC này ấy, thì bạn Huy có cái nguyện vọng là sẽ xây dựng theo cái cấu hình mới nhất bây giờ. Tất nhiên là trong một cái mức giá không quá cao đâu, chỉ khoảng 25 triệu đồng thôi. Và chủ yếu là chúng ta sẽ có sử dụng thế hệ chip Intel mới nhất là Coffee Lake. Và ngoài ra thì sẽ có những linh kiện như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là đây sẽ là những linh kiện gì nhá. Đầu tiên thì mình muốn biết về cái này. Cái này, thông tin thêm cho các bạn khán giả, đó là bạn Huy từ xưa đến nay chỉ chơi game trên laptop thôi. Và về PC thì bạn không biết một tí gì cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nên là hôm nay mới phải cần nhờ đến TLC và Sơn Dâu để có thể giới thiệu cho mọi người. Và đây, cái này nó là một thanh, là một bộ RAM. RAM của máy tính là nó không có tác dụng lưu trữ đâu, nhưng mà RAM là để giúp cho máy có thể xử lý cái tác vụ. Và đây là bộ RAM chúng ta, nó sẽ có hai thanh. Mỗi thanh này có dung lượng là 8 GB. Và cái điểm đặc biệt tại sao chúng ta phải chọn bộ RAM này ấy, tại vì là nó có đèn LED. Cho nên là khi mà lắp lên ấy, nó sẽ sáng lung linh như thế này này. Cho nên là cái PC chúng ta sẽ đẹp hơn và hợp với cái chủ đề Giáng sinh hơn. Và đây là bộ RAM XPG. XPG. Đúng không? Một bộ này là bao nhiêu tiền? Một bộ này là khoảng hơn 5 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái gì đây? RAM rồi thì... Thứ hai là... Này. Cái này. À, cái này trông nó đen đen này thôi, trông nó chả liên quan Giáng sinh, nhưng mà cũng là một cái linh kiện rất là cần thiết cho máy tính. Bởi vì nó là cái ổ cứng. Ổ cứng à? Tại sao chúng ta lại có cái ổ cứng này? Bởi vì đây là cái ổ cứng SSD. SSD thì nó sẽ có tốc độ đọc ghi nhanh hơn HDD. Thế cho nên là khi mà chúng ta lắp cái này vào máy tính thì chúng ta có thể có được cái tốc độ hoạt động mọi thứ rất là nhanh. Nhưng mà cái ổ SSD này chỉ có dung lượng 120GB thôi. Đến từ hãng Acer, có tên là Armor. Tiếp theo là mình muốn biết về sản phẩm này. Đây đúng không? Nó nhỏ gọn như này thôi nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì đây chính là bộ não của PC. Bộ não chiếc máy tính, nó chính là vi xử lý của chiếc máy tính chúng ta. Và tại sao mà mình giới thiệu cho Huy cái con chip này? Bởi vì đây nó là thuộc thế hệ Coffee Lake mới nhất của Intel. Nó mới được ra mắt hồi tháng 8 thôi. Và đến bây giờ thì nó cực kỳ hiếm, bởi vì chỗ nào hết hàng, nó quá hot. Quá hot. Và con chip này đó là Core i3-8350K. Đây là con chip mạnh nhất của dòng i3. Và mức giá của nó là khoảng 4,5 triệu. 4,5 triệu. Nhưng mà nó hợp lý so với bộ cấu hình 25 triệu chúng ta, đúng không? Con chip này nó đặc biệt chỗ là cái thế hệ Coffee Lake nó nhanh hơn Kaby Lake liền trước của nó tới 40% cơ. Và con Core i3 này nó có 4 lõi và 4 luồng 8350K. Rồi, để qua đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉ còn vài thứ nữa thôi là xong cái bộ PC tiếp rồi. Tiếp theo là... Này. Trông khá đẹp đúng không? Cái hộp rất là lớn. Và cái này thì nó chính là một cái phần quan trọng thứ hai của PC đứng sau CPU. Thứ nhất là cái này. Đúng rồi. Thứ hai là sản phẩm này. Đúng rồi. Nó là cái VGA, nó là cảm màn hình để chịu trách nhiệm xử lý đồ họa. Nếu như CPU là để xử lý các tác vụ thì cái này nó sẽ chuyên về đồ họa và sẽ là rất quan trọng cho những chiếc máy tính để chơi game. Và đây là GeForce GTX 1060. Tại sao lại chọn 1060? Thứ nhất, một phần bởi vì mức giá nó sẽ hợp lý với cấu hình chúng ta. Còn phần thứ hai quan trọng hơn đó là nếu như mà tại TNC mà Huy mua một cái cả 1060 với một cái cấu hình PC thì sẽ được tặng một phần quà rất là đặc biệt. Đó, phần quà đó là gì thì lát nữa Sơn sẽ giới thiệu. Giá cả sản phẩm này là khoảng chưa đến 8 triệu đồng. Chưa đến 8 triệu. Chưa đến gần 8 triệu đồng. Đây. Đấy, vẫn còn nguyên siêu luôn này. Để mình sẽ bóc ra cho xem. Đây là card đồ họa.
Và những chiếc PC mà nếu mà để khoe ra ấy, thì người ta thường sẽ khoe cả đồ họa. Nó là thành phần rất là đẹp. Chúng ta có hai quạt tản nhiệt. Và quan trọng nhất đó là cái card này rất tiết kiệm điện. Chúng ta chỉ cần một nguồn 6 pin mà thôi. Thật ra là những người chơi game thì thích mua sản phẩm này. Đúng rồi, từ 1060 trở lên. Và hoàn toàn chúng ta có thể chơi PUBG rất là tuyệt vời. Và nghe nói là bên Hàn Quốc bây giờ là Battleground thịnh hành lắm đúng không? Bây giờ bên Hàn Quốc thì game Battleground là hot nhất ở Hàn Quốc. Đúng rồi. Cái hộp này luôn nha. Hộp này sắp nhất. Cái này, đây là linh kiện mà theo mình có thể là nặng nhất trong cái PC được gặp đây. Đây chính là cái trái tim của chiếc máy tính chơi game. Nó là bộ nguồn để cung cấp điện cho tất cả các linh kiện này hoạt động. Đây là nguồn Antec Neo Eco có công suất là 550W, tức là sẽ rất thoải mái trong tương lai nếu như mà Huy muốn nâng cấp CPU mạnh hơn hay là nâng cấp VGA mạnh hơn thì chúng ta vẫn có thể dùng bộ nguồn này. Nó vẫn có khả năng cấp điện cho những linh kiện mạnh hơn nữa. Đây, nó được bảo vệ khá chắc chắn như trong này. Đó, rất là lớn đúng không? Cuối cùng thôi, chúng ta còn một cái này. Cuối cùng là sản phẩm này là sản phẩm gì? Cái này, nếu như mà tất cả những cái linh kiện này đã để ở đây rồi, làm nào nó chạy được, chúng ta phải có một cái gì đó kết nối chúng lại với nhau. Đó, thì đây chính là sản phẩm để có chịu trách nhiệm là kết nối những cái linh kiện còn lại. Và nó chính là motherboard. Đây là mainboard Asrock. Về cái mainboard này thì tại sao mà Sơn giới thiệu cho Huy mainboard này? Bởi vì thứ nhất là nó sử dụng chipset Z370. Cái chipset này thì mới tương thích được với con chip của chúng ta. Nó mới tương thích được, mới hoạt động được. Thứ hai nữa là cái mainboard Asrock này được sản xuất tại Việt Nam. Có nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Cho nên là nếu như mà chúng ta gặp phải vấn đề gì với nó, ví dụ như là hỏng hóc hay là bị làm sao đó, thì sẽ rất dễ dàng để có thể sửa chữa hay là thậm chí là được đổi mới. Thì bạn đã bảo là sản phẩm này thì được sản xuất ở Việt Nam đúng không? Thì dịch vụ bảo hành là như thế nào? Về dịch vụ bảo hành thì chúng ta có thể đổi mới trong vòng 6 tháng. 6 tháng là trong 6 tháng thì trong có thể đổi một cái mới luôn. Miễn phí. Và miễn phí. Đó, chính vì là do nó có nhà máy sản xuất Việt Nam và trong vòng 3 năm thì chúng ta có thể bảo hành cháy nổ các thứ. Và quan trọng nhất là nó là made in Việt Nam. Made in Việt Nam. Cho nên là Huy chắc còn ở Việt Nam lâu nữa đúng không? Cho nên là cứ mua sản phẩm made in Việt Nam đi, có gì bảo hành cho nó chắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quà đặc biệt khi mà build cái dàn PC này tại TNC Channel. Quan trọng nhất là có cái cảm 1060 này. Chúng ta sẽ được tặng một cái phần quà đặc biệt. Quan trọng nhất đúng không? Đúng rồi. Đó, đây là phần quà đặc biệt của TNC dành cho Huy nếu như mà Huy mua cái dàn PC này ở đây. Đó, chúng ta sẽ cùng bóc ra xem trong cái gì. Đây là bộ quà con chuột. Một con chuột. Đây là chuột Cerberus có giá là 500.000. Wow. Đây là một cái lót chuột. Đây là tấm lót chuột full size 80 phân. Cái lót chuột này tuyệt vời, có thể để cả bàn phím. Điệu. Đúng không? Để cả bàn phím cả chuột. Đó, rất là rộng. Nhưng chưa bao giờ xem. như này. Và cuối cùng là Aigo. Đây là một bộ tản nhiệt nước 120. Tản nhiệt nước. Và cái bộ tản nhiệt này sẽ có trách nhiệm là làm mát cho cái con CPU này trong quá trình hoạt động. Đó. Thì bộ tản nhiệt này có giá là 1.500.000. Như vậy tổng bộ giá trị quà tặng chúng ta là khoảng 2.200.000. Đây là quà tặng khi mà Huy mua cái dàn PC này. Ok. Đó. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ lắp tất cả những thứ này lại và quẩy game thôi. Bây giờ đi bây giờ làm luôn. Và bây giờ mình sẽ điểm lại cấu hình chi tiết của dàn PC này cho các bạn tham khảo nhé. CPU Intel Core i3-8350K thế hệ Coffee Lake, bo máy chủ Asrock Z370M Pro 4, RAM Adata XPG Spectrix D40 kit 16GB, VGA Gigabyte N1060WF2OC6GD, SSD Aperture Armor AS681 120GB, HDD WD Blue 1TB, nguồn Antec NE550 Classic và cuối cùng là vỏ case Fantech Eclipse P300 Black với kính cường lực. Yeah, bây giờ thì chúng mình sẽ trang trí máy tính. Đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng trang trí máy tính. Tại vì là vừa nãy thì mình đã lắp xong cái cây này cho Huy rồi. Và đây, mình sẽ bật lên cho Huy xem là bao nhiêu thời gian. Ta-da. Sành điệu quá. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp. Đẹp.
Đấy, màu đỏ, màu Giáng sinh luôn. Bạn ơi, cái này là cái gì? Cái này là chúng ta sẽ để ở trong này để giả làm tuyết ấy. Tuyết ở Giáng sinh, à, đúng không? Ở Việt Nam thì không giấy tuyết đúng không? Đúng, không có tuyết. Việt Nam không thì có nhiều tuyết lắm. À. Rồi, bây giờ đây, sẽ để vào phần dưới này. Ok. Đẹp lắm, nhưng mà hơi giống mây. À, hơi giống mây. Đây là mây ở dưới đất đúng không? Tuyết thì nó cũng là trên trời rơi xuống mà. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ cho cái này vào cho nó. Thứ hai là cái là cái gì? Cái này là cái đèn. Đó, đó đây của xem. Mặc dù là cái cây chúng ta, máy tính chúng ta đã có sẵn đèn rồi, nhưng mà mình vẫn sẽ cho thêm đèn này cho nó lung linh. Lung linh. Kiểu Giáng sinh. Ở Việt Nam thì cũng có rừng thông, nhưng quả thông rất là nhiều và rẻ. Bản quốc thì, bên Hàn Quốc thì nhiều lắm. Nhiều lắm luôn. Ở đây thì chỉ có một số vùng phi được. Hay sân cái này. À, nhưng mà ở Việt Nam thì nếu mà ở Hà Nội ấy, thì phải đi lên phía Hà Tây, Ba Vì đúng không? Ba Vì. Mới có rừng thông. Đó. Huy lên Ba Vì chưa? Rồi, à, đây một lần rồi. Ok. Bằng xe máy. Ôi, đi xe máy luôn. Đi phượt mà. Đi phượt. Ok, chúng ta sẽ để vào đó để trang trí cho đẹp thôi. Các bạn thấy như thế nào? Cố gắng chưa? Bây giờ mình sẽ bật lên thêm đèn của máy tính nữa này. Nhưng mà chưa xong. Đó. À đây. Đây đây. Để cho nó đúng không khí Giáng sinh thì chúng ta sẽ dán thêm cái chữ Merry Christmas. Và đây là người tuyết đúng không? Rồi, cái bóng đi. Để thay cho xem số hơn. Ok. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc PC chơi game. Nhiều. Đây. Chiếc PC chơi game trị giá 25 triệu đồng. Và cái bộ vỏ này vừa nãy thì Sơn chưa giới thiệu với Huy. Cái bộ vỏ này nó là vỏ Fantech Eclipse P300. Eclipse P300. Thì cái bộ vỏ này nó sẽ vỏ này bao nhiêu tiền? Cái bộ vỏ này có giá là khoảng 1.3 triệu. 1.300.000. 1.300.000. Cái bộ vỏ này có một điểm đặc biệt, đó là nó cũng có đèn sẵn ở bên trong luôn. Nhưng mà không phải hai cái đèn này đâu, mà nó sẽ có một cái giải đèn ở đây. Nó và cái ở nút nguồn nó sẽ sáng lên nữa. Đó. Thì sẽ rất là đẹp. Và tại sao mình chọn cái bộ vỏ này? Tại vì là chúng ta có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng mà mình hỏi bạn là nếu mà trang trí như này thì chạy máy tính thì không có vấn đề à? Thoải mái, thoải mái hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Tại vì là cái bộ tản nhiệt dành cho CPU thì mình đã dùng cái tản nhiệt nước mà được tặng rồi. Đó, tản nhiệt nước thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái lá nhôm. Và bên trong này thì cái bông này cũng khá là an toàn vì nó không bị vụn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái PC này rồi, và bây giờ chúng ta cùng thử chơi game trên nó xem thế nào. Và để test hiệu năng thực tế đúng theo nhu cầu của bạn Huy, game Battleground vận hành cực kỳ mượt mà với mức khung hình tương đối cao. Mình test game trên màn hình ViewSonic XG2402 mang lại trải nghiệm khá tuyệt vời. Đặc biệt là tốc độ làm mới khung hình lên tới 144Hz, chắc chắn khi kết hợp với cấu hình này sẽ mang lại trải nghiệm cực kỳ mượt mà với rất nhiều game khác nhau. Và như vậy là vừa rồi, mình TNC đã cùng bạn Huy đến từ Hàn Quốc xây dựng một chiếc PC theo chủ đề Giáng sinh cực kỳ đẹp ở đây. Và các bạn nghĩ sao về chiếc PC này? Và liệu rằng là các bạn có muốn một chiếc PC lộng lẫy như này hay không? Hãy bình luận ngay bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải chia tay bạn Huy để bạn ấy mang chiếc máy tính này về nhà. Còn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, xin chào các bạn.